Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Lương Văn Thanh, sinh năm 1971, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại, để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, tối ngày 17 tháng 11, Thanh Dương Văn Hùng, sinh năm 1967 và Võ Trường Minh, sinh năm 1982, ngụ cùng địa phương, rủ nhau đến một quán ở thị trấn Bình Đại để uống rượu. Tại đây, Hùng và Thanh xảy ra mâu thuẫn vì việc trả tiền nên Hùng đánh Thanh. Sau khi về nhà, Thanh đi qua chòi tôm của Hùng để hỏi lý do tại sao Hùng đánh mình. Khi Thanh vừa bước vào thì bị Hùng cầm dao chém trúng vai trái của Thanh. Thanh liền lấy một con dao gần đó đâm Hùng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.